nguyện tái thành đến chân lễ cầu nguyện cho chúng ta trong cái thánh lễ đại trào bế mạc ngày hôm nay. Chúng ta với tất cả lại phong trào các cây đặt xuống, xin tất cả bà con bác anh chị em hãy cho đến chào một tràng pháo ca nhiệt lớn nha. Xin cảm ơn cha Mạc Tinh đã có lời đón chào và cùng với quý vị. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hôm nay tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi có cơ hội để đến đây dâng thánh lễ với canh tân đặc sủng trong ngày lễ trọng để sinh nhật của Thánh Gioan Đại Giả. Canh tân đặc sủng và Thánh Gioan Đại Giả có một sự liên hệ mật thiết, bởi vì khi chúng ta đọc hay là nghe câu chuyện sinh nhật của Thánh Gioan Bautista Đại Giả thì chúng ta thấy tác động của Chúa Thánh Thần làm việc rất mạnh mẽ trong cuộc sống của Zachariah và Elizabeth, là bởi vì hai người này đã già mà không có con, vậy mà cuối cùng đã được một người con đặt tên là Gioan. Và rồi sau đó tác động của Chúa Thánh Thần cũng làm việc trong cuộc sống của Thánh Gioan để rồi Ngài có thể làm chứng cho Chúa Giêsu qua cái vấn đề rao giảng mà trở lại và ơn tha thứ của Chúa, rồi qua cái sự khiêm nhường của Ngài, cuối cùng rất quan trọng là qua cái sự chết của Ngài, cái sự tử đạo của Ngài để chứng minh, để chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô. Trong tâm tình đó, dưới đây chúng ta đến trước mặt Thiên Chúa, xin Chúa thứ tha tất cả những lỗi lầm của chúng ta đã phạm trong quá khứ.